Xin chào các bạn, đây là video mình giới thiệu chiếc máy giặt của Aqua. Chiếc máy giặt mình đang giới thiệu là chiếc máy giặt có khối lượng lồng giặt là 9 cân và cái model của nó là AQVW U90BT. Chiếc máy giặt này có một số điểm nổi bật như sau, đó chính là cái nắp của nó thiết kế bằng nắp kính, và thứ hai là chiếc máy giặt này sử dụng cái công nghệ giặt bằng sóng siêu âm ultrasonic. Cái công nghệ giặt bằng sóng siêu âm ultrasonic này là một trong những cái công nghệ nổi bật của Aqua, giúp Aqua chinh phục rất nhiều khách hàng trong suốt cái thời gian vừa qua. Bây giờ mình sẽ quay một vòng quanh máy để các bạn nhìn rõ hơn về cái hình thức của máy này. Thì máy này nó thiết kế rất là nổi bật nhờ cái phần trên được làm bằng cái nhựa đen bóng, giúp nổi bật. Cái model này được nhà sản xuất thiết kế sáng bóng này. Thì các bạn nhìn thấy trên video thì thấy nó khá là bóng bẩy. Và cái điểm nhấn của nó chính là cái điểm màu vàng gold của máy. Nhìn rất là đẹp. Ở đây bên cạnh mình có một cái máy của Aqua cũng 9 cân, nhưng nó là bằng màu xám. Thì các bạn thấy là theo cái cảm quan của mình là cái máy màu vàng này nó đẹp hơn. Cái này cũng tùy theo sở thích của mỗi người, nhưng mà như mắt mình sẽ thấy là cái màu vàng này nhìn nó có đẹp nhỉnh hơn cái máy màu xám bên cạnh. Đây là phía mặt trên. Mặt trên là phần nắp được thiết kế rất là bóng bẩy. Đây là phần thân máy. Cái phần thân máy được thiết kế màu sắc rất là đẹp và nó có chức năng chống rỉ. Ở bên sườn bên phải có một cái tem thể hiện cái thông số kỹ thuật và cái model của máy. Ở đây nó thể hiện model của máy là U90BT và cái điện áp nó sử dụng là 220V. Công suất tiêu thụ một chu kỳ, có nghĩa là trong một lần giặt thì các bạn sẽ tiêu tốn hết khoảng 101W. Có nghĩa là khoảng gần 10 lần giặt các bạn sẽ hết một số điện. Và khối lượng của máy này nó nặng là 37,7kg. Đây là phần số máy, thì các bạn có thể check cái số máy này để biết được là cái máy giặt của các bạn bảo hành từ ngày nào đến ngày nào. Và sau này hãng người ta đến bảo hành thì người ta sẽ căn cứ thời gian bảo hành của bạn theo cái số series này. Đây là phía mặt sau của máy, thì đây là có một cái rắc điện, các bạn cắm trực tiếp vào ổ điện. Đây là cái dây tiếp mát, thì khi các bạn lắp máy giặt thì các bạn hãy cắm cái dây này xuống đất để cho đảm bảo an toàn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần nắp máy của máy giặt Aqua U90BT. Như trong video các bạn thấy thì cái phần nắp máy này được sử dụng bằng nắp kính. Cái kính này là kính cường lực rất là khó làm vỡ, và sử dụng nắp kính thì các bạn có một cái lợi thế là trong quá trình máy sử dụng thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong, nhìn thấy toàn bộ cái quá trình mà máy giặt nó đang hoạt động như thế nào. Ở đây mình đánh giá rất cao về cái thiết kế của Aqua. Như các bạn biết là đây cái phần kính này nếu các bạn mở xuống mà nó đánh dầm một cái này thì là sẽ dễ dàng làm vỡ cái mặt kính và cũng gây mất an toàn. Nhưng Aqua thiết kế rất là thông minh và an toàn, thì khi các bạn đóng phần nắp kính này xuống thì sẽ có bộ phận hãm để cho cái nắp này đóng từ từ như thế này, tránh tình trạng như những nắp máy giặt khác là đóng dầm một cái thì nó sẽ gây tiếng ồn rất to và gây vỡ mặt kính và cũng như là mất an toàn trong quá trình các bạn sử dụng. Bây giờ mình sẽ đóng thử cho các bạn nhìn nhá. Bây giờ mình sẽ đóng từ từ xuống. Các bạn thấy là cái nắp chuyển động rất là từ từ và nhẹ nhàng, vừa là để cho êm ái, không gây tiếng động và cũng là an toàn. Đấy là mình đóng nhẹ, bây giờ mình sẽ đóng mạnh để xem là khi chúng ta đóng mạnh thì nó sẽ như thế nào. Vẫn rất là an toàn, mình sẽ đóng mạnh hơn nhé. Như vậy là các bạn thấy là cái phần thiết kế và phần nắp này là rất là an toàn và thông minh, đến từ Aqua, rất là hay. Ở phần bảng điều khiển của máy giặt U90BT được thiết kế theo dạng trùng dọc ở bên phải của máy và toàn bộ ở bên này. Ở đây có một số cái biểu tượng như là cái phần mực nước là sẽ có mực nước từ 1 đến 4, thấp nhất là 4 và cao nhất là số 1. Tiếp theo bên phải này là có 9 chương trình giặt. Như đây các bạn thấy là có số 1 là tiêu chuẩn, số 2 là giặt thơm, số 3 là giặt mạnh, 4 là giặt nhanh, 5 là giặt tùy chọn, 6 là giặt nhẹ, 7 là giặt chăn mềm, 8 là giặt ngâm, 9 là vắt cực khô và cuối cùng là nút A là vệ sinh lồng giặt. Ở trong này có hai chế độ mà mình thấy rất hay, đó chính là giặt thơm và thứ hai là chức năng vệ sinh lồng giặt. Còn chức năng như là tiêu chuẩn giặt mạnh, giặt nhanh thì nó cũng như cái máy khác thôi. Bây giờ mình sẽ giải thích về hai cái chế độ giặt thơm số 2 và cái vệ sinh lồng giặt ở cái mục A này. Thông thường khi các bạn giặt ở các chế độ như là giặt tiêu chuẩn, giặt mạnh, giặt nhanh thì cái nước nó sẽ chảy qua cái lỗ bộ giặt tổng hợp này và đến cái nước lần cuối cùng thì nó sẽ chảy vào cái ô nước mềm vải để hút cái nước comfort, cái nước thơm quần áo vào đây, sau đó xuống cái lồng giặt vào quần áo, rồi sau đó nó xả luôn để thực hiện quá trình vắt. Nhưng mà khi các bạn chọn vào chế độ giặt thơm cái số 2 này này thì cái nước xả từ đây xuống, từ nước mềm vải là nước cuối cùng, nó sẽ ở lại ở trong lồng giặt 20 phút. Có nghĩa là chúng ta sẽ cho quần áo được ngâm vào cái nước xả vải, nước làm thơm quần áo trong khoảng 20 phút. Chính vì thế mà khi các bạn chọn chế độ giặt thơm thì quần áo của các bạn lôi ra nó sẽ thơm hơn rất nhiều vì nó được ngâm thêm 20 phút. Đấy là chế độ giặt thơm. Và tiếp theo là chế độ vệ sinh lồng giặt.
thì trong một quá trình các bạn sử dụng thì cái lồng giặt của các bạn sẽ chắc chắn nó sẽ bị bẩn. Thì các bạn chọn vào cái chế độ vệ sinh lồng giặt. Lưu ý là khi các bạn chọn chế độ này thì chúng ta không được cho quần áo vào. Chúng ta chọn vệ sinh lồng giặt, sau đó bấm vào nút khởi động và máy nó sẽ tự động vệ sinh lồng giặt, thì nó mất khoảng 2 tiếng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn hai cái chế độ giặt thơm và vệ sinh lồng giặt. Thông thường chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ bật phím nguồn, thì mặc định của máy sẽ là số 1. Số 1 này có nghĩa là đang ở chế độ giặt tiêu chuẩn. Bất kỳ khi nào bạn bật nguồn lên một cái là nó sẽ lên số 1 ngay. Đây là giặt tiêu chuẩn. Bấm vào chương trình. 2 thì là giặt thơm. Đấy, nếu các bạn muốn giặt thơm thì chúng ta chọn vào số 2, sau đó bấm vào khởi động. Thế là xong. Tiếp theo bây giờ chúng ta muốn chọn vào chế độ vệ sinh lồng giặt thì các bạn bấm phím công tắc nguồn, sau đó cũng bấm vào chương trình. Khi nào hiển thị chữ A, sau đó chúng ta bấm khởi động. Thế là xong. Lưu ý trong quá trình các bạn sử dụng thì nhiều khi không phải lúc nào các bạn cũng muốn giặt từ đầu tới cuối, như là giặt tiêu chuẩn, giặt thơm hay giặt mạnh. Nhiều khi trong quá trình sử dụng các bạn chỉ muốn vắt thôi. Các bạn có một cái áo sơ mi các bạn giặt bằng tay rồi, sau đó chúng ta muốn cho vào máy giặt để vắt thì các bạn bấm phím nguồn. Sau đó ở trên cái đèn này các bạn lưu ý nhé. Ở trên cái đèn chu trình này nó sẽ có 3 chế độ là giặt, xả, vắt. Nếu các bạn chọn chế độ từ 1 đến 9 thì nó sẽ tự động chạy một lúc là giặt xong, xong xả, xong vắt. Như các bạn muốn nguyên vắt thì các bạn bấm vào nút chu trình. Các bạn bấm vào nút chu trình thì đèn sẽ đang chớp ở cái đèn giặt á. Bây giờ các bạn bấm khởi động thì máy nó chỉ nguyên giặt thôi, không xả nước cũng không vắt. Bấm tiếp, xả. Như này là chỉ nguyên xả nước không, không giặt, không vắt. Bấm chu trình, đến vắt. Nếu các bạn muốn nguyên vắt thì các bạn bấm vào đây, khởi động. Trường hợp các bạn muốn máy này nó giặt xong xả thì bấm vào đây, giặt này, bấm cài đặt một lần. Đó, nhận này, tiếp tục chọn xả, nhận phát nữa. Sau đó các bạn bấm vào khởi động. Có nghĩa là máy đang hiển thị chế độ là giặt xong xả. Đây là mình đang dẫn các bạn ở trong cái mục chu trình và mục cài đặt của cái quá trình giặt. Tiếp theo, trong quá trình các bạn sử dụng thì các bạn muốn cái mực nước của nó nhiều hay ít. Thì thông thường máy đã tự động rồi, nhưng các bạn muốn làm bằng tay thì các bạn hãy bấm vào nút mực nước. Đầu tiên nó sẽ nhảy là phím 4, là số 11 này. Tiếp theo, bấm một lần nữa nó sẽ lên cái mực cao nhất là 41, sau xuống 31. 41 này, 31 này, 21. Đây là mực nước. Thì lưu ý đầu tiên khi các bạn bấm vào mực nước nó sẽ là mực thấp nhất, sau đó lên mực cao nhất và thấp dần. Đấy. Như vậy là mình vừa hướng dẫn qua cái cách sử dụng về cái phím bấm này. Tóm chung lại là nếu các bạn sử dụng máy giặt bình thường thì chúng ta cứ bật phím nguồn lên, sau đó máy nó sẽ ở cái chế độ giặt tương ứng. Nếu các bạn giặt bình thường thì chúng ta cứ để nguyên, sau đó bấm khởi động. Nếu muốn giặt thơm thì chọn chương trình đến số 2 tương ứng vào đây để giặt thơm. Còn nếu mà muốn giặt mạnh quần áo, có quần áo bẩn thì giặt mạnh là số 3, sau đó bấm nút khởi động. Thế là xong. Sau đó thì nếu nhiều khi chúng ta muốn vắt thì chúng ta bật nguồn lên, chọn chu trình, đến nút vắt, sau đó bấm khởi động. Thế là xong. Đây là một số các phụ kiện khi các bạn mua máy kèm theo là từ nhà sản xuất Aqua cung cấp. Đây là cái phần đế chắn chuột. Các bạn phải lót cái này vào phần sau gậm máy để cho những cái côn trùng, những thứ nó đỡ cắn. Tiếp theo, đây là một túi quà tặng của Aqua dành cho quý khách hàng khi mua máy giặt Aqua. Mình sẽ bóc luôn. Bên trong thì có một cái gói comfort, nước xả, quần áo. Tiếp theo là một gói nước giặt của Omo. Ở đây thì có một quyển hướng dẫn sử dụng viết bằng tiếng Việt. Và đây là một con ốc. Con ốc này chính là con ốc để các bạn vít cái phần lót chuột đúng không, mình vừa giới thiệu. Đây là cái dây nước xả. Đây là dây nước xả, thì cái dây này là ống 27. Đây là cái dây cấp nước đầu vào. Thì bây giờ cái máy giặt Aqua mới này sử dụng cái đầu vào này là sử dụng bằng ống 27. Đây là bên trong lồng giặt. Trong quá trình các bạn sử dụng sau này ấy, thì máy nó sẽ bị bẩn. Trước khi làm cái thao tác bấm trên máy chế độ vệ sinh lồng giặt thì các bạn hãy vệ sinh máy bằng tay bằng cách mở phần này ra, phần lưới lọc. Đấy, mở ra. Các bạn cho vào vòi nước rửa sạch cái phần này đi, phần lưới lọc, sau đó lại lắp lại. Thì tháo ra rất là dễ. Thế là thứ nhất. Thứ hai, các bạn cần phải vệ sinh cái phần
để khay đựng bột giặt và đựng cái nước xả vải. Thì trong quá trình các bạn sử dụng nhiều cái máy bên mình bán xong đi bảo hành ấy, nhưng cái này nó rất là bẩn, thì các bạn rất là dễ dàng tháo ra như thế này. Đây, tháo ra như này là xong, vệ sinh các thứ ngon lành, rửa sạch sẽ đi, xong lại lắp lại. Đó, như vậy là xong, tháo ra rất đơn giản, vệ sinh lại lắp lại bình thường. Như vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn chiếc máy giặt U90BT của Hoa Quang. Con này có khối lượng giặt là 9 cân. Thì một số cái video khác ở trên YouTube thì nó có những đầy đủ hơn về cái, những cái tính năng quảng cáo hay hơn. Nhưng mà cái video bên mình thực hiện ra để mong muốn là giới thiệu sơ qua về sản phẩm, và cái quan trọng nhất để truyền tải đến các bạn là cái hướng dẫn sử dụng, cách sử dụng làm sao cho máy giặt sử dụng được bền hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu video này hay với hữu ích, mong các bạn đăng ký kênh và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn rất nhiều.